Trang Hải mến chào anh chị bà con đang trở lại xem kênh YouTube Nhà Đẹp Trang Hải. Thì hôm nay là ngày cuối tuần chủ nhật, Trang Hải xin gửi lời chúc cho tất cả bà con có một ngày hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình và người thân của mình. Thì tiếp tục với câu chuyện nhà đẹp giá rẻ mang đến cho anh chị bà con mình xem tham khảo, với mức tài chính chỉ hơn 700 triệu chút xíu thôi là anh chị bà con sở hữu ngay một căn nhà một lầu đẹp nằm giữa khu dân cư luôn. Và đây là con đường tỉnh 835, bà con nhìn thấy từ phía này Trang Hải thẳng ra đó là khoảng chừng 2 km là cổng chào xã Phước Lợi, chợ Gò Đen. Thì ở đây con đường này nói chung là bà con sống rất là nhộn nhịp và sung túc nè, cửa hàng kinh doanh buôn bán trái cây nè, kế bên đó là tiệm sửa xe là cũng rất lâu đời đấy. Và theo cái hướng này thì thẳng là tới ngã tư Xà Đôi, bà con có thể di chuyển về đường Đinh Đức Thiện, Dịch Kiến, hoặc kế bên đây có một cái tiệm hủ tiếu rất là lâu đời với mức giá nói chung ăn vừa ngon vừa rẻ, chỉ 25.000 một tô thôi. Và căn nhà Trang Hải muốn giới thiệu từ đây đi vào đó chỉ có hơn 100m thôi, đường xa đích không có. Nếu bà con biết căn nhà đẹp giá rẻ như thế nào, Trang Hải xin mời bà con mình cùng theo hết video clip để biết nhà đẹp và nó rẻ như thế nào. Dạ xin mời. Và đây là toàn cảnh khu nhà bên Trang Hải mới xây dựng nha bà con. Thì cái này á, gồm khu này xây dựng gồm có 6 căn. Với 2 căn đầu góc mặt tiền này thì có giá hơn 800 triệu một chút xíu. Đó, và nhà mình là con đường thông luôn, nằm giữa khu dân cư. Nói chung là bà con về sống rất là yên bình và thoải mái luôn. Và đây là con đường để đi vào nhà mình. Nói chung đường này bê tông cũng kén rất sạch sẽ luôn. Thì ở đây nó khoảng 2m mấy luôn, cho anh chị bà con mình về sống ở đây á, mình khỏi sợ dơ bẩn ngập lụt luôn. Đó, và căn Trang Hải muốn giới thiệu cho bà con là cái căn đặc biệt, căn rất đẹp nữa. Phía sau cùng của cái phía sau này thì cái căn này với diện tích cái căn nhà của mình á, ngang 4m, dài 8m. Đặc biệt căn này là căn cuối có nở hậu được 4m mấy luôn. Đó, được kết cấu một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Và hiện tại căn này được anh chủ nhà bán với giá đúng 750 triệu không phát sinh bất kỳ chi phí. Đó, và sau đây Trang Hải mời anh chị bà con vào tham quan chi tiết căn nhà. Vào nhà mình là lớp cửa sắt 2 cánh đây rất chắc chắn, và kèm theo đó là kính cường lực và có cái song sắt bảo vệ rất là chắc chắn ở nhà mình luôn. Và không gian đây là phòng khách của mình cũng rất rộng rãi thoải mái. Nói chung một cái căn nhà này phù hợp cho 2 vợ chồng 2 đứa con, và với mức giá thì chính chỉ hơn 700 triệu chút xíu là anh chị bà con có thể sở hữu nguyên căn nhà như thế này, rất đẹp luôn. Rồi cái nền thì cũng lót rất sạch sẽ nè, bà con nhìn thấy đi đó. Và trần, hệ thống trần mình nè, tất cả đều điện âm và đèn led, còn có tặng cho bà con một cây quạt rất là đẹp và có đèn luôn để tô điểm cho căn phòng khách mình thêm sang và sinh động thêm. Rồi để ngăn cách giữa căn không gian phòng khách trên bếp, ở đây chủ nhà có làm một cái kệ, cái song sáo bằng gỗ vừa có thể ngăn cách căn bếp của mình đúng phong thủy, và có thể đây bà con có thể trưng bày những sản phẩm chậu bông hay cây kiển gì quá ok luôn. Tiếp theo là không gian bếp của mình, chủ nhà thiết kế hình chữ Y, cũng có tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng nhôm nha bà con. Đây bằng nhôm nè, đó bằng nhôm mà rất đẹp, mình bỉ thời gian luôn. Mặt bếp thì ốp đá hoa cương để cho anh chị bà con mà có thể chặt thịt chặt động mình khỏi sợ luôn, cũng như tường bếp nè cũng lót gạch rất sạch sẽ cho mà bà con mình về không gian nấu nướng mình có chiên xào nấu nướng dự chuyện đâu chùi. Kế bên đây có bồn nước inox đây để giữ chén giữ bát, nước thì rất mạnh rồi bà con yên tâm rồi. Nước đây là ở đây là mình sử dụng nước là nước thi cục, và điện là điện của nhà nước cho anh cho ông bà con mình yên tâm về sử dụng luôn. Rồi phía tận phía chân cầu thang cũng có chờ ống cấp, ống xả, máy giặt, mâu điện, bà con có thể về lắp đặt máy giặt ở đây là quá ok luôn, tiết kiệm tối quá không gian luôn. Phía tay trái bên Trang Hải có một cái nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh được làm bằng cái nhôm mà kính mờ, và trang bị cho anh chị bà con nhà thấy nè, từ nền đặt nè đó, cũng như lót nút trên trần và trang bị những thiết bị vệ sinh cho bà con mình về dễ sử dụng luôn. Và sau đây Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải lên khám phá chi tiết trên cái lầu mình. Trước khi lên lầu thì tay bệnh cầu thang chủ nhà là bằng gỗ, kèm theo đó là song sắt rất là đẹp luôn, cũng như từng bậc cầu thang của mình á, chủ nhà có xây cái đầu dốc dựng cấp nè, bà con thấy đi cái khoảng mình đi lên rộng rãi thoải mái cho bà con mình có gì thì có mua thiết bị trên phòng trên lầu mình nữa, khiêng lên cũng rất thuận tiện ok. Và rồi vô lên lầu có mình có thêm một cái nhà vệ sinh để dự sử dụng chung cho 2 phòng đó, cũng trang bị và cũng nhìn thấy nè, từ nền gạch cũng tường lót nút đến trần và cũng thả ra bông trần thả cho mình luôn. Và đây căn phòng ngủ thứ nhất trên lầu mình 10 mấy mét vuông, nền gạch cũng lót hết sạch sẽ bà con nè, trần hệ thống trần lao không nè, điện âm và đèn led đầy đủ hết. Và đặc biệt căn nhà này chủ nhà có chờ sẵn ống đông để cho bà con mà có thể về lắp đặt máy lạnh, quá ok luôn. Và phía sau căn nhà mình thì có một cái cửa sổ, coi nhìn thấy này, nằm giữa khu dân cư rồi đó, rất là tuyệt vời, đông đúc luôn đó, lấy gió lấy sáng vô căn phòng mình khỏi bí ngọt là quá ok luôn. Sau đây là căn phòng ngủ thứ hai trên lầu của mình, cửa chủ nhà làm cửa nhôm nha bà con, cũng mờ đây còn thấy đó, cũng là gạch nè, cũng lót rất ok nè, trên trần nè cũng la phong tập cao rồi, đèn led đèn kiểu nè. Ở đây bên đây căn phòng phía trước mình có thêm một cái cửa sổ nữa, và đây là cửa chính để hướng ra
ban công của nhà mình. À, con nhìn thấy đi, đường xá thông thoáng, khu dân cư nằm giữa khu dân cư quá là ok, tuyệt vời luôn. Và cuối cùng Trang Hải xin tổng hợp thông tin về căn nhà giá rẻ bên Trang Hải giới thiệu. Nhà mình có diện tích ngang 4m, dài 8m, đặc biệt căn nhà mình căn gốc nở hậu 4,5m luôn. Và với diện tích xây 1 lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Và hiện tại căn nhà này được anh chủ nhà bán với giá đúng 750 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí. Nếu anh chị bà con cảm thấy phù hợp muốn sở hữu ngay căn nhà này thì cứ điện thoại cho Trang Hải qua số điện thoại 0937350079 để được đi xem nhà trực tiếp luôn. Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.